Cứ nghĩ tới thành phố Seoul là trung tâm hiện đại, những tòa nhà cao ốc. Nhưng đến Gajongro-baga, gọi đường này là Iksondong, có rất nhiều tòa nhà giữ phong cách ngày xưa, nhất là cái nóc nhà mọi người. Mà ở đây cũng có mùi đồ ăn nhỉ. Mà hôm nay Oshi sẽ dẫn một bạn đi chơi. Bạn ấy tên là Sujin. Anh Oshi. Buổi trưa ăn buổi chua à? Buổi trưa ăn bánh sandwich vị bắp với Sujin và bắt đầu đi vòng vòng. Các bạn sẽ thấy cái kiểu Hanh Úc, cái kiểu truyền thống Hàn Quốc mà từ lâu đời. Hồi nãy giờ mình đi vòng vòng thì mới nhận ra là đây chỉ có nhà hàng thôi chứ không có cái kiểu Hanh Úc. Thực sự cũng là kiểu Hanh Úc nhưng mà đây không phải là chuyên dành cho chụp hình. Đây là chỉ dành cho ăn thôi. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng thêm, xong rồi mình đi chụp hình nha mọi người. Mình đi nhầm đường rồi. Đây là chỗ máy, chỗ chơi. Có máy game. Thật ra ngày hôm nay là thứ hai nhưng mà rất nhiều người đi tới đây chơi. Có rất nhiều người tới đây sống ảo này mọi người. Chỗ này rất là khu vực nhà cho những người sống ảo. Có nhiều, chỗ này là uống trà nè. Đó là con mèo giả hay con mèo thiệt? Mèo đâu ạ? Nhớ thật này. Trời, tưởng là mèo giả. Ồ, có con mèo thứ ba. Ký gì đây? Ký yêu nhau, người nổi tiếng. Thằng ghi cha, cứu bí cha, cha sổ hợp cha, yên y cha, dục cha, sinh cục cha, mục nhân cha, sức cục cha. Mình sẽ gọi thứ mục nhân cha. Biết cái này là gì không? Giống như cái cặp ngày xưa. 이거는 매실 차. 멍. 차 멍. 차 멍. Còn cái này là tiếng Hàn gọi là giác quà. Không biết tên tiếng Việt là gì nhưng mà cái này là đồ ăn Hàn Quốc. Là đường không ạ? Còn đây là một trong những loại hoa. Ở Hàn Quốc nên là có gọi tên là Sujin. Uống thử cái này là loại hoa gì nha. Em biết pha trà kiểu Việt Nam không? Ở Bảo Lộc á. Là gì nè. Làm cái ly nóng trước. Giờ ly nó thơm sẵn rồi nè. Vô, hai ba vô. Hai ba, vô, hai ba. Uống. Cái này nó cái mận được gọi là được lên men á, mà cái này là 100% lên men thật nên là uống vô thì nó chua, xong rồi bắt đầu đậm đà của cái đậm mận trà mận thì thường thường nó chỉ có vị mận thôi chứ không có cồn, bởi vì họ chỉ bỏ vào thêm đường rồi cái này cái kia. Còn em thì em thấy nó cũng thơm và đúng, chỉ có vị trà thôi. Hồi xưa theo anh thì những người pha trà là người lớn tuổi nè. Xong rồi mood chill này. Em cũng nghĩ thế. Nhưng em nghĩ là sẽ có cả người trẻ cũng. Người trẻ cũng thưởng thức được hả? Em mời anh. Ăn trước đi. Ăn là sẽ hiểu. Thơm. Cái này gọi là giác qua. Anh em nhậu ha, nhậu trà. Anh uống như uống rượu ấy. Ấy hả? Phê rồi, phê trà. Mặt anh đỏ đấy. Chết rồi. Tim đập nhanh. Đương nhiên là tim đập nhanh chứ. Em cái này nói thật lòng nha. Em có xem clip của anh chưa? Sao anh lại nghĩ anh không xem mà anh lại biết được anh? Anh nghĩ là tại sao anh lại biết anh? Đây là fan của mình các bạn. Nhưng mà em... Không fan nha. Không phải fan đúng không? Bye bye em. Anh. Vâng chào anh. Vâng chào anh. Chết rồi. Em đùa. Kiểu một người Hàn nói tiếng Việt giỏi.
em cũng đọc ở đâu đó thì biết đến anh mà. Nhưng mà có một người nước ngoài mà họ kiểu họ thích quê hương của mình đến thế, em nghĩ là một cái điều mà mình cũng tự hào. Cảm ơn em. 2021 của anh là chủ yếu là muốn làm những gì tốt. Sắp tới Hà Nội Mall thì bắt đầu mình dần dần mình thấy những cái quán cũng có kiểu nhà truyền thống Hàn Quốc. Với cả bên kia thấy hẻm nào cũng có cái truyền thống Hàn Quốc này, mà nó là bản nhép thôi. Bây giờ đi thiệt nha. Đây là nhà truyền thống. Các bạn ơi, cái này xem này, chất gì đấy, chất liệu gì đấy. Đó là nhà địa phương, nhà nhân, nhà người ta ở. Đồ trông sức lúc chân này. Đây là bản đồ này. Này băng qua đường từ số 5 tới số 6, xong bây giờ gọi là số 7. Bây giờ xong rồi lên số 14 là hết rồi. Nó chỉ hướng dẫn từ số 1 đến số 14, nhưng từ hôm nay thì nhìn ở đâu cũng có cái kiểu Hàn Quốc. Mà ở đây lên dốc nhiều hơn. May là anh đi với em, tại vì em thích đi bộ. Có nhiều bạn kiểu sang đây không đi bộ cả. Chứ đi xe máy à? Đi bằng cái gì? Không đi luôn á. Wow. Nếu mà đi xuống thì sẽ có một cái lan can ở đây. Wow, đây đẹp quá này. Wow, nhìn cái bàn không? Nhìn cái bàn nhỏ nhỏ thấy không? Nhìn cái gỗ á. Trời ơi. Đây chỗ uống trà này. Trời ơi, xịn ghê á. Nữa mình có thể đi như này lên cũng được này. Đây là giống như nhà cửa sau thì phải. Đây là sứ quán Việt Nam hả? Không, Brazil. Brazil. Nhìn đẹp nhờ. Bây giờ chỉ có đi thẳng trước hoặc là đi lại lên xong rồi sẽ. Tạm thời anh gọi em là em Google và rành nhà, rành hơn cả anh luôn. Đây là một cái quán cà phê trên nóc nhà. Xong rồi view của người ta là như thế. Đẹp ha. Để liếm chưa? Nani? Ok, giờ xóa mẫu đi. Thế là em có được muốn được ở nhà này hay không á? Ôi, 먹어도 되는 건가, 이거? 먹어봐요. 먹어서 죽으면 어떡하지? 보험 원단데. Em sẽ gọi cấp cứu cho. Ok. 에, 어, 냐. 냐, 냐. Đó là cái nhà kiểu này thì từ năm 600 năm trước rồi, cho đến bây giờ người ta giữ được như thế. Các bạn có thấy một cái tâm nhỏ nhỏ trên núi không ạ? Đây này. Namsan Tower. Có hai con mắt, có mũi, có miệng cười kìa, thấy không? Panda. Panda, đúng rồi, panda, đúng rồi, panda. Cái chỗ nào mình đẹp thì mình vào đó mình uống trà nha. À, ăn cái khác cũng được, uống trà nhiều rồi. Em theo anh hết. Ok. Nhà hàng này rất là nổi tiếng, đã xuất hiện trên SCBS, KBS, các đài truyền hình. Và các bạn cũng thấy được là trong đây có rất nhiều chữ ký. Mỗi người ăn một phần Haemul Kalguksu là phở hải sản Hàn Quốc. Còn mình đã kêu thêm hát cảo kim chi. Trước tiên là lấy vỏ trước, lấy thịt vỏ trước. Họ cho mình một cái thùng bự này. Còn miếng hát cảo thì khá là bự, khá là nhiều. Miếng hát cảo kim chi thì 150 nghìn nha mọi người. Này có lấy bộ nhiều không? Đói à? Ừ. Em không đói lúc đấy không? Cảm ơn ấy. Một phần phở hải sản như thế này là 7 nghìn won, 140 nghìn một tô. Cũng ngon đấy, cũng nhiều đấy. Rẻ hơn ở Việt Nam. Là ở Việt Nam có bán loại này 150-160. Wow, mình ăn vô là mình ngon lắm các bạn.
cũng sĩ diện. À. Đâu quá. Cảm nhận được cái vị. Em ăn cũng ngon miệng đấy. Cũng năng khiếu đấy. Ok, thì hôm nay mình với lại bạn Sujin, bạn Ngân đã... Đúng đầu tiên là mình dẫn bạn này đi chơi, nhưng mà mình dẫn đi ăn thì đúng, nhưng mà dẫn đi chơi thì... Đúng rồi, chính xác. Nếu mà thật sự anh không gặp em là anh sẽ rối ở đây thôi, chứ anh cũng không có đi chỗ đó. Thật sự anh cảm ơn em rất nhiều và... Em cũng cảm ơn anh. Mà không có gì cảm đâu. Cũng may là ít vắng người nữa. Còn cái đường này thì ngày nào cũng đông người á. Ok, thì... chúng ta vừa mới ăn xong, chúng ta bây giờ xuống dưới tàu điện ngầm và say bye bye thôi. Và cảm ơn mọi người đã xem clip của mình, và các bạn nhớ tới Hàn Quốc thì đi thử những chỗ mà mình đã đi nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.